Xin kính chào cô chú anh chị và các bạn. Bây giờ cũng đã 3 giờ chiều. Thì hiện tại mình đang có mặt tại xã Tây Phú, huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định. Thì trong video này mình sẽ đưa cô chú anh chị các bạn đến tham quan một cái ngôi đền vừa mới được khánh thành trong thời gian gần đây, nghĩa là vào tháng 1 năm 2023. Đó là ngôi đền của một danh tướng trong cái vương triều Tây Sơn cũng như trong cái phong trào Tây Sơn. Thì đó là đại tư đồ Võ Văn Dũng. Thì mình đang đứng ở trước cái sân của cái đền thờ đại tư đồ Võ Văn Dũng đây. Trước sân sau lưng mình đây là cái cổng nè. Rất là mới khánh thành vào cái tháng 1 năm nay. Vậy thì sau đây mình sẽ review, mình giới thiệu những gì mình biết về nhân vật, về danh tướng Võ Văn Dũng, cũng như cái đền thờ mới được xây và khánh thành xong. Rồi giờ mình bắt đầu đây, cô chú anh chị các bạn theo chân mình nha. Thì đây mình đang đứng trước cái cổng chính của đền, đền thờ đại tư đồ Võ Văn Dũng. Vậy thì cái khu đền thờ này được xây dựng trên một cái diện tích cũng khá là khiêm tốn, chỉ hơn 1 hecta thôi, hơn 1 hecta. Và xây dựng từ năm 2015 đến năm 2023 này thì mới được khánh thành nha, mới khánh thành tháng 1 năm 23 này. Nhìn rất là hoành tráng. Rồi. Thì Võ Văn Dũng sinh tại thôn Phú Lộc, huyện Tuy Vưỡng, phủ Quy Nhơn. Đây là thôn Phú Mỹ, xã Tây Phú, huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định. Thì ông tham gia phong trào Tây Sơn từ buổi đầu khởi nghĩa, là người thông minh, tài trí lại giỏi võ nghệ, nên sớm trở thành một võ tướng kiệt xuất của nhà Tây Sơn. Năm 1771 đến năm 1785 thì ông tham gia cùng quân Tây Sơn giải phóng phủ thành Quy Nhơn, rồi 4 lần vào Gia Định dẹp loạn chúa Nguyễn và đánh tan hơn 5 vạn liên quân Sim Nguyễn, trận Rạch Gầm Sòi Mút. Năm 1786 thì ông cùng Nguyễn Huệ tiến đánh ra Bắc, lật đổ chúa Trịnh, xóa bỏ ranh giới sông Danh, triệt các nước đất nước trên 200 năm. Thì đến năm 1789 thì sau chiến thắng Ngọc Hồi, Đống Đa, thì ông được Hoàng đế Quang Trung cử đi sứ, rồi thiết lập băng giao hòa hiếu với nhà Thanh. Năm 1791 thì giữ chức Chiêu Viễn Đại Đô Đốc, rồi tước Võ Quốc Công. Năm 1792 thì tham gia đoàn sứ bộ sang triều kiến vua nhà Thanh. Năm 1795 thì vua Cảnh Thịnh phong ông chức đại tư đồ. Thì từ năm 1800 đến 1801 thì ông cùng với thiếu phó Trần Quang Diệu chỉ huy quân Tây Sơn bao vây và đánh lấy thành Bình Định từ quân Nguyễn. Rồi giờ mình đi vào bên trong cái cổng này. Rồi mình bước vào bên trong này, thấy không, xây dựng rất là đẹp. Đó, cái trong cổng rất là mát. Ở trong cổng là một cái sân rất là rộng. Đây, sân rất là rộng. Đứng đây thì mình đi lên, nhìn lên là cái nhà thờ chính ở trên kia. Ở giữa và hai bên là có hai cái nhà. Một bên là để bia tưởng niệm, một bên là không biết là lát nữa mình sẽ lên trên đó.
Đây, cái sân này cũng khá là rộng. Trước cái sân này là có hai cái nhà hai bên này, một bên đây một cái tòa nhà chắc là để trưng bày à, bên này rồi. Đây bên trong mình nhìn ra cái cổng mà. Cổng này thì được xây dựng theo hai tầng, có tầng trên nữa đây. Tầng trên thì mình có thể đi bằng cái con đường hai bên nè, cầu thang đây. Đó, cầu thang mình có thể đi lên trên đây. Đó, bên này một đường nè, cầu thang. Và phía bên kia một đường nữa, phía bên đằng kia một đường cầu thang lên đó. Đó, cổng được xây dựng thiết kế là cái kiểu cách là rất là cổ xưa, nó mái cong. Đó, những cái phù điêu uốn lượn rất là đẹp. Đó. Rồi bên này cũng là một cái cái nhà máy công nữa, là hai bên hai cái nhà máy công đó. Du khách đến đây đó rồi tham quan có thể là vào trong cái hai ngôi nhà này đó, ngồi nghỉ ngơi đó. Nhìn là rất là đẹp. Rồi giờ mình đi thử đi lên cái cầu thang này xem. Đây rất là mới, hình như là chưa có nhiều người đi lên trên này. Mới khánh thành vào tháng 1 năm nay cho nên là cũng ít người biết lắm, chưa biết. Đây, để bên trên này nè. Ôi, thì dựng lên trên này rất mát nha, trên đây. Này bên trên mình nhìn ra phía trước nè. Ở đây là tại cái thôn Phú Mỹ nha, xã Tây Phú, huyện Tây Sơn đó. Mặt sau là tựa núi, mặt trước là một cái cánh đồng nhỏ thôi, cánh đồng nhỏ và cái xóm làng ở trước đây. Và ở đây thì từ đây lên Hầm Hô thì nó cũng rất là gần, cho nên trong cái hành trình du lịch từ Quy Nhơn lên Hầm Hô thì mọi người có thể ghé 3 điểm. Còn là ghé những nhiều hơn nhiều khoảng mấy điểm đó. Ghé vào bảo tàng Quang Trung mà sau mình đi lên cái khu vực của cái đàn tế trời đó, rồi có thể là vào đền thờ Võ Văn Dũng này, rồi đền thờ Mai Xuân Thưởng nữa, còn đền thờ Mai Xuân Thưởng nữa, rồi lên Hầm Hô. Đó là những cái điểm tham quan du lịch. Có thể mình kết hợp mình đi một lúc có nhiều điểm ở khu vực Tây Sơn. Ngoài ra còn có những cái điểm khác nữa. Đây còn đây mình nhìn xuống ở phía, mình xuống dưới ở phía trong nè. À, sân này rất là đẹp. Đây một cái nhà dù nãy mình quay mình nói nè. Mình xuống bên này nữa. Đó, hai nhà. Một bên kia là cái nhà đó đang nghỉ ngơi đó, dừng chân nghỉ ngơi. Bên này là nhà này để trưng bày đó, nhưng mà hôm nay thì đóng cửa. Rồi còn phía trên kia, nhìn lên phía trên rất đẹp đó. Nó sâu về là núi đó. Đó, quá đẹp luôn. Rồi bây giờ mình đi lên phía trên đó nha, lên đi lên phía trên đó. Rồi tiếp tục mình đi lên phía trên cái nhà thờ chính nè. Thì Võ Văn Dũng là một trong thất hộ tướng, tướng trụ đại thần của triều Tây Sơn. Ông nhận được sự ngưỡng mộ và lòng tôn kính của nhân dân. Sau khi ông mất thì con cháu thờ phụng ông tại từ đường họ Võ ở thôn Phú Mỹ, xã Tây Phú, huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định. Và đã gìn giữ lưu truyền nhiều cái giai thoại và những cái kỹ vật của ông. Thì ngày 16 tháng 11 năm 1988 thì Bộ Văn hóa, nay là Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch, đã xếp hạng từ đường họ Võ là di tích lịch sử quốc gia. Hàng năm thì cứ đến ngày mùng 8 tháng 2 âm lịch, bà con họ Võ cùng chính quyền địa phương tề tựu tại từ đường tổ chức lễ tưởng niệm ngày mất của ông.
Thì để tưởng nhớ vị anh hùng dân tộc là người con của quê hương Bình Định, thì tỉnh ủy, ủy ban nhân dân tỉnh đã thống nhất chủ trương đầu tư xây dựng công trình đền thờ Đại Tư đồ Võ Văn Dũng tại thôn Phú Lâm, xã Tây Phú, huyện Tây Sơn. Là có nghĩa là tại nơi này nè, tại khu vực này. Công trình được đầu tư xây dựng từ nguồn ngân sách của tỉnh nha. Về diện tích xây dựng thì lúc đầu mình cũng nói sơ qua thì chỉ hơn 1 hecta thôi. Đó. Thì các hạng mục thì gồm có đền thờ này, nhà bia, nhà luyện võ, rồi cổng tam quan, bình phong, tường rào, sân vườn, bãi đậu xe với tổng mức đầu tư là 14,7 tỷ đồng. Đó. Thì sau hơn 1 năm thi công, thì đến nay thì 2023 thì công trình đã hoàn tất và đã được canh thành vào cái dịp Tết Xuân Quý Mão vừa rồi. Đây, mình đi dần lên phía trên. Hiện nay thì cảnh quan bên trong thì cây cảnh, cây cối thì chưa có, nhưng cô chú chị các bạn, cho nên đến đây là vào nếu mà cái buổi mà nó nắng buổi sáng khoảng tầm 10 giờ, buổi chiều thì 2 giờ khoảng 3 giờ trở về trước thì rất là nắng, cho nên là tốt nhất họ phải đi sớm, hai nữa là muộn muộn một xíu. Đó. Khu vực này bên này là một cái nhà dù nghỉ ngơi đây. Đó. Xây dựng là toàn là bê tông, cốt sắt rồi đá. Còn bên tay phải mình đây, đây là cái bia đó, ghi những cái thông tin về Đại Tư đồ Võ Văn Dũng, tóm tắt này. Rồi, để lên trên cái đền chính thì người ta xây dựng có 3 con đường bậc tam cấp này rất đẹp nha. Con đường giữa thì cũng lót bằng đá này rất là to, và hai bên thì có 2 con đường nữa. Đó, rất đẹp, cho nên đi lên đi xuống thì cũng rất là thoải mái nha. Nếu mà cái du khách đến đây đông quá thì đi lên đi xuống nó rất là thuận tiện, không phải chen lấn. Rồi, cái vị trí chính của cái đền thờ Võ Văn Dũng thì nó nằm ở một vị trí trên cái đồi ven chân núi này, thì nó không quá cao nha, nó không quá cao đâu, nó khoảng tầm là khoảng 30-40 mét sâu với mực nước biển thôi nha. Này, đền chính này. Rồi, mình vào bên trong. Vào bên trong đền này cũng có 3 cái đường bậc tam cấp đi lên. Ồ, đá nóng. Trời nắng, nền nó còn nóng. Đây. Đây tổng vòng bên trong này. Đây tổng quan xây dựng ở trên này. Rất đẹp. Có thể bên trong là bằng ốp bằng gỗ không nha. Trần gỗ rồi tường bên trong ốp bằng gỗ. Đây.
vào bên trong này mình thấy bên này có một cái bàn hay một cái trống. À, đây là trống trận của vương triều Tây Sơn, của nhà Tây Sơn, của nghĩa quân Tây Sơn này. Trống trận này. À, ở giữa là cái bàn thờ lớn. Thờ lớn. Đó, thờ lớn đây. Đó. Thờ đây là không biết thờ như thế nào đây. Cái đằng sau bàn thờ lớn đây là một cái bàn thờ chính thờ ông Võ Văn Dũng, đại tư đồ Võ Văn Dũng đây. Đó. Và hai bên. Đó. Hai bên thì có hai bàn thờ nữa. Bên này. Rất đẹp. Đây là có một cái con ngựa. À, con ngựa này, ngựa của nghĩa quân Tây Sơn, của danh tướng Võ Văn Dũng. Đây, bên kia, sang phía bên kia nó cũng có một con ngựa. Bên này nè, bên cạnh cái bàn thờ bên này. Đây cũng có một con ngựa. Bên kia là ngựa nâu, ngựa đỏ, bên này là ngựa trắng. Ngựa gọi là kỵ binh. Đây, đây là cái mô hình những cái binh khí. Những cái binh khí của các cái võ quân cũng như các cái tướng lĩnh nhà Tây Sơn này nè. Giáo mác ra đây. Đào mác. Và đây là cái chuông. Rồi, đây là tổng quan bên trong cái nhà thờ chính. Rồi, mình đang đứng ở trên cái sân của cái đền chính đó, mình nhìn xuống nè, rồi quá đẹp luôn nha. Phải nói là đây là một cái vị trí rất là đẹp. Độ cao thì không có cao lắm. Được xây dựng, được phân chia ra thành 3 bậc đó, đúng không? Bậc trên cùng này là đền thờ chính. Bậc bên dưới là kề là cái nhà dù, một bên để bia tưởng niệm, một bên là để nghỉ ngơi đây. Và cái bậc cuối cùng là cái sân ở trong cái cổng. Sân trong cổng thì có một cái nhà là nhà tưởng niệm và nhà luyện võ. Một cái bên kia là cái nhà tiếp khách. Rồi, đi xuống. Rồi, và thì mình cũng xin kết thúc video này tại đây nha cô chú anh chị các bạn. Hẹn gặp lại cô chú anh chị các bạn trong những video mới tiếp theo nha. Tiếp tục hành trình thì mình sẽ đưa nhiều cái video và những cái hình ảnh, những cái thông tin đó, về vùng đất Võ Bình Định cũng như là những nơi khác gửi đến cô chú anh chị các bạn xem. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại.